Theo bản tin của Đài khí tượng Thủy Văn Ninh Bình, hồi 7 giờ ngày 16 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 190 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng 670 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 102 km h giờ, giật cấp 13. Dự báo bão tiếp tục mạnh lên với cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, ngày 17 tháng 7 và đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12, giật cấp 15 ngày 18 tháng 7. Đây là cơn bão đầu tiên năm 2023 có cường độ mạnh và dự kiến đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ. Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Sơn, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền bằng mọi biện pháp kêu gọi các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc vào nơi neo đậu tránh trú. Vùng nguy hiểm được cập nhật trong các bản tin dự báo. Tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện tàu thuyền ra khơi, kiểm tra hướng dẫn tàu thuyền tại nơi neo đậu chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản. Căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động triển khai biện pháp cấm biển, tổ chức di dân theo phương án đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khu vực ngoài đây Bình Minh 3. 2. Chủ động sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ cao ngập sâu do nước mưa lớn, nước biển dân. 3 chủ đầu tư các công trình liên quan đến đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai đang thi công dở dang, sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ an toàn cho công trình, người và máy móc, thiết bị tại công trường. 4. Tổ chức các tỉa cành cây, chủ động triển khai chẳng chống, gia cố nhà cửa, biển hiệu, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các công trình cột tháp cao, hệ thống lưới điện. 5. Gia soát sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. 6 chỉ đạo kiểm tra, ra soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, nhất là các hồ chứa thủy lợi sung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. 7. Chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, đảm bảo an toàn cho các tuyến đò ngang, đò dọc. Ra soát bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông khu vực ngập lụt, chia cắt, sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông. 8, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tiêu hệ thống và những vùng thấp trũng, sẵn sàng vận hành các công trình tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 9. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Ninh Bình, hệ thống đài truyền thanh các cấp, tăng cường các thông tin về diễn biến của bão, mưa lớn, lũ, sạt lở đất, ngập úng, đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. 10. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trên.